Xin chào các cháu và chào cả nhà nha. Hôm nay ngoại sẽ kể câu chuyện ma. Hồi cái năm mà thuộc thời Pháp á, cái bên quận Tư mình không có chiếc tàu Long Hồ, mà con biết hồi xưa tàu đó là chở giống như chở hàng khách gì không hiểu không. Rồi á hả, từ ở Cần Thơ mà đi lên Chợ Lớn, hồi xưa vô Chợ Lớn có bến đậu trỏng thôi chứ chưa ra tới mình, con hiểu không? Cái chở hàng khách đi như buôn đường dài vậy đó, Nam Giang rồi đi xuống. Cái thời điểm đó là nó không cấm, không còn đi thông phương nữa, coi như là Nam Giang với Việt Nam mình là tắc nghẽn luôn rồi, không có thông phương nữa. Cho nên chiếc tàu đó nó về nó chở từ Cần Thơ về đây tới Chợ Lớn thôi. Thì không biết sao, lý do làm sao không biết nữa, mấy thằng Pháp này nó bắn tàu chìm chết người ta quá trời luôn. Thế con biết ông chủ tàu ổng mới thấy vậy, ổng nhờ người ta lôi kéo chiếc tàu đó về đậu ngay chỗ bến sông chỗ quận Tư mình đó, phía bên Cù Lao á. Rồi con biết không, đêm ông Chín Đồng Hồ, bác Chín Đồng Hồ, bởi vì ổng giữ chiếc tàu tao mới kêu ổng là tên ông Chín Đồng Hồ. Ý con biết hả, trời ơi, nghe mấy người hàng khách đó, như mấy người bạn hàng bán á, cãi lộn sùm vậy mà không ngủ ở dưới cái bon tàu, có cái giống như là cái nhà vậy đó con biết không. Ổng mở cửa không ra, giờ không thấy ai chưa, ổng nói mà cứ vậy hoài, cứ hả, ổng vừa ngủ là ổng nghe cãi lộn xôn xao sùm đập phá ầm ầm luôn. Ổng leo lên rồi có cái tàu thì có cái cầu thang đi lên, ổng lên mới thấy vắng què không có ai hết trơn. Ổng tức quá hả, ổng nó không tức quá mà mấy bữa mà có trăng à, ổng trải chiếu trên nó, trên ổng ngủ thử coi có cái gì. Ổng ngủ nửa đêm khiêng ổng giục ổng mà không có giục với sông, như khiêng ổng giục ở gần chỗ cái cầu thang để cho ổng xuống luôn, khiêng ổng giục đó mà nói hả, khiêng giục rồi cười áp nhau cười giống như giỡn với ổng vậy. Trong nói trời ơi, tôi nghèo quá, tôi giữ giống như tôi gắt gian vậy, mấy cô với mấy bác đừng có phá tôi nữa, phá tôi liền tôi về lỡ tôi té gãy tay gãy chân sao. Rồi con biết sao ổng ngủ, ổng nông thiều thiều ổng ngủ, có hai người đàn bà lại kê sát vô cái mặt ổng, kêu ổng, ông Chính dậy, sáng rồi dậy. Và ổng nói hả, ổng giật mình thức dậy thì ổng thấy trời sáng bét luôn rồi, mà giờ ổng thấy ai trơn rồi, lúc mở mắt nhìn là thấy hai người đàn bà đó. Nó dậy kêu ổng dậy, kém dậy cái ổng nói hả, ổng cũng mua đồ ổng cúng bạn mà tối vẫn thấy nói hả, nói ông Chính biết không, tôi đâu phải buôn đường dài đâu, tôi hồi xưa tôi cũng đi giao liên với đặc công rồi vậy đó, là mấy bà cán bộ không biết không, mà hả nó làm chìm tàu chị em tôi đâu có lội nổi sông lớn đâu, mình thử chết mà ông biết không, đâu phải chết một người, chết hả cả trăm người luôn, mà trong số đó chị em tôi là nhiều nhất luôn. Nói bây giờ á hả, cái xác trôi dạt không biết về đâu, bây giờ dưới sông dưới biển cá rồi nó ăn hết rồi, bởi vì những cái quan hồn muộn tử á, nói không phải rồi, đi một người đâu, bây giờ nguyên một đám một nhóm của tôi kéo lên đây nè, giống như là cái chỗ mà để tôi trú ngụ vậy đó. Ông nói trời ơi, ổng làm cá ở ngoài trời sao biết ổng làm á, thì ổng nghe đi trên nóc tàu ầm 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 luôn. Ổng nói riết ổng thôi, ổng nói kệ đi, ổng thèm nói nữa. Cái còn biết sao, có bữa nọ ổng nói nha, trời có trăng mà đực quá đi, ổng lên ổng trải chiếu ổng trên ổng nằm, ổng nằm tự nhiên ổng thấy con trăng bự thật là bự, nó bò từ ở mũi tàu vậy, bò lại gần ổng, ổng quản hồn, ổng chạy xuống đóng cửa hầm lại. Thì ổng nói hả, rồi thôi lặn trang, không nghe tiếng con trăng nó bò đi, không nhúc nhích gì. Ổng nói ổng sợ như ở đó hồi xưa đó, ở bên Cù Lao mình thì rừng không, nó sầm phức không biết không. Ổng nghĩ là chắc có lẽ là con trăng thật. Nhưng mà sáng hôm sau ổng mở cửa lên, trên bon tạm kiếm nát chứ không có cái gì hết trơn.
Nói vậy ổng nói có khi ổng ngủ quá ổng giật mình, thức dậy ổng nghe nguyên một bầy vịt kêu mà giống như vịt mà bị cột mà đem bán mãn hạn, con biết không, mà nó kêu rền trời cho nóc vậy. Ổng về ổng kể cho ông cố mà nghe, ổng kêu ông cố một cậu Năm như cậu em vậy đó, nói trời ơi cậu Năm giết à, anh lì luôn, anh hết sợ cái gì đâu mà nhát hoài, nhát đủ thứ cách hết trơn. Ổng nói ha, có bữa ổng không ngủ, ổng nhớ rõ ràng, ổng đem mền gối rồi của ổng vô ship, ổng bỏ vô trong cái hầm tàu, ổng đậy lại đàng hoàng. Ổng nói đi chợ về thấy liền tùm lum rải rác luôn, giống như người ta bơi mà kiếm cái gì vậy đó. Ổng nói ổng sợ quá trời luôn. Rồi bắt đầu á hả, có cái chiếc tàu á, chiếc tàu Paloma nó đậu sát bên ổng mà nó cũng chìm, con hiểu không? Chiếc tàu đó hồi xưa là nhỏ chở tụi lính, con biết không biết là Nhật có Pháp vậy, ổng nói trời tối mà nghe nó đi diễn binh, nó đọc nó ca đi ầm ầm luôn. Có bữa thì nghe ca giống như bài cách mạng ca vậy, thanh niên ơi vậy, đúng không? Ổng nói vậy, ổng nói trời ơi nghe ầm ầm luôn, mà đi dậm chân ầm ầm và dậm mang về bố dậm á, nói vậy. Rồi ổng kêu hai ba người xuống dưới ngủ với ổng. Có anh Được á, anh Được á hồi đó ảnh cũng không cha không mẹ, con một coi, con hiểu không? Cái ảnh mới hả đi theo ông chín mới thôi, giờ mày ở đây với cậu đi, rồi cơm nước tao nấu cho mày ăn, mẹ ở đây chơi với tao có bạn thôi. Rồi ổng cũng ở nó luôn, ổng ở nó với ổng kêu thêm hai ba người nữa lên là ở đó chơi với ổng có bạn. Rồi cái hả cái anh Sáu đó, anh Sáu Sắt là ảnh thấy vậy, ông Sáu Thợ Sắt á, ổng tại ổng làm thợ sắt, con hiểu không? Cái kêu ổng thôi cậu Sáu lên ngủ với tôi cho có bạn. Và thêm ông Sáu Vàng nữa lên ngủ với ổng. Ông nói hả ngủ với ổng á, mấy ông nó ngủ hai ba đêm bỏ đi, hỏi sao vậy? Nói ông chín Vàng, ông chín ngủ, tôi ngủ tôi sợ quá. Mấy bà đàn bà bẻ chân bẻ cẳng tôi, không thấy đàn ông mà thấy đàn bà không. Tại vì đó người ta đi buôn đường dài với mấy bà lặt công rồi này nọ, con biết không? Mà tàu tụi đi trà trộn vậy đặng đem tin rồi về. Là chiếc đồng hồ đậu bên đó đó, không biết sao hả, nó chìm, nó nằm đó nó chìm luôn. Sao có mấy người ta thợ sắt, người ta cắt sắt để người ta bán phế liệu, con ta xuống người ta cắt ra dụng dằn người ta bán, coi như là tàu nó chủ nó bỏ luôn đó. Rồi sao á không biết sao, hai chiếc tàu sắt mà tàu của nhà binh đó, nó chui vô ngay chỗ cái rạch mà sau nhà của bà cố ngoài á, nó để vô ngoại ai ở, con biết mà tản thần luôn. Trưa mà còn mấy bả còn bị nhát đó, con biết như mấy bả dò than phơi chỗ miễu, cái miễu ở trong mà cái sân rộng ngoài vậy nè, con biết không? Rồi cái mấy bả dò than mấy bả phơi đó, thấy rõ ràng luôn, thấy hai ba người mặc áo đỏ, quần đỏ và đi, người ta nói cái đó là chắc bà thủy, thấy đỏ người đỏ gì đó. Rồi con biết không, mấy người lên ta thấy vậy ta sợ quá đi, chạy bỏ chạy hết trơn. Cái hả thấy đó, vô trong rồi nhìn cái người mới đầu nhỏ càng ngày càng lớn, càng lớn càng lớn, bự như khổng lồ luôn. Ta sợ quá, ta dán, ta nói thôi ở đây chị em tụi tôi nghèo đi làm mướn không à, mấy bà rồi thấy đừng nhát bỏ qua giùm tội nghiệp. Con biết sao, tối nửa đêm á hả, giống như là tập binh vậy đó, người ta ở gần á ta nghe, mà đó xưa xưa nhà chứ không phải gần, cũng không, cái con Nga mà nó kết bạn với con Nga lùng ở nhà nó hồi xưa đó, ở sát sát như nhà sàn vậy. Con biết với người ta nghe người ta sợ luôn, tôi nói trời ơi tự nhiên ai kéo tàu vô bỏ đây, giờ không biết chủ tớ ở đâu mà nó chìm xuống, không biết tàu sắt mà đâu phải như tàu cây đâu mà đẩy ra được, giết loạn luôn, tao sợ luôn. Rồi càng ngày càng rã ra, ta xuống ta đục ta cắt phế liệu ta bán, còn cái xương không mà con biết hả, cá ăn móng mà giống như cá mập bự thật bự vậy, mà xong có làm gì có, mà con thấy người ta nói thấy ụt ụt hoài dưới vậy. Còn mấy cái mê mấy cái xương không á, nó không biết
mà hả tao lấy hả tao nhìn tao thấy ở dưới trong nhà tao tao nhìn ra tao thấy ụt ụt ở dưới giống như là cá ăn móng rồi mà nó quậy vậy đó, tao sợ luôn vậy đó. Không biết bằng đầu người ta chiều người ta còn dám xuống hồi xưa làm như là cái cầu, cái sàn nước mình, cái cầu ván vậy đó, xuống để mày tắm, nếu không ai dám tắm, tao sợ vậy là không ai dám tắm. Rồi sao nó rã, nó mục quá nó rã, rồi mấy chiếc tàu sắt ở đâu lôi vô nữa cũng đậu đó luôn, đậu đó không biết cái thời điểm nó cũng ma nhiều mà người ta ra sợ tao ít mới nói, tại tao khổ tao ở trên ghe tàu đó không biết không, mình thử không ai dám kể hết trơn, nhiều người ở gần cũng thấy, ở gần cũng thấy sao mà tao thấy mà sao mà trời ơi cái gì đâu mà người đâu mà đông quá trời vậy. Mà cái tàu mà hai cái tàu mà đem lại sau cùng á, thấy là mấy ông cách mạng hay sao, thấy mặc đồ đen không mà. Mà ban ngày thì không thấy mà ban đêm mà thấy đội nón lá xê vậy đó, mà đi một đám mà các chục bông có mấy chục bông luôn đó. Mà sáng hôm sau hỏi mấy người đó, người ta nói người ta đâu có thấy đâu, nói trời ơi làm gì với tàu mà đêm nào mấy ông đó. Cái đồn qua còn biết là sao mà. Mấy ông cảnh sát ta tưởng là mấy ông Việt Nam không biết không? Tưởng là mấy ông cách mạng hồi xưa chưa giải phóng mà canh mấy ổng canh đêm, mấy ổng canh canh quá trời đâu có thấy gì đâu. Tôi con biết sao không, mấy người Nguyễn Văn Lâm cảnh sát nó ruồng nó bố bố nó có thấy ai đâu, thấy mấy người đó người ta ở, người ta che chòi, người ta ở trên cái tàu sắt đó thôi. Mấy người ta ở mình cái giải bên đây là người ta nhìn thấy, với con biết ở đó mỗi lần có ông Tư Thăng đó, ổng với là ông Thái nó hai người người liên gia cũng tối con biết không, ta cũng sợ tại vì ta ở đó ta sợ mấy ông cách mạng nè, mà đêm là thấy mặc đồ đen không, mặc đồ bà ba đen không mà đỡ nón lá xê nha, đỡ nón con biết lá xê, nón lá xê không, nón đen mà là giống như lúc trước mình có cái đội đó đó, con biết nguyên một đám luôn. Ông cố mà không biết chắc hồi xưa mấy ông cách mạng tử chỗ đó cho nên giờ mới thấy dữ dội vậy đó, không biết mấy ông nằm mấy ông canh lo cho con, mấy ông công an hồi xưa tao gọi công an chìm á, nằm canh canh nó có thấy ai đâu đó không biết, mà hả mấy ông không có là thấy, bởi vì lên đó sớm người ta mới sợ là mấy ông cách mạng, con hiểu không, nói tại sao mấy ông cảnh sát canh thì không thấy, nằm mấy ổng nằm, mấy ổng nằm ruồng ở dưới luôn á, nhà sàn như nhà sàn của ai, ta vô ta nằm tới nơi cho xin nằm chút giám mà không cho, nằm thì không thấy gì chứ mà nằm khỉa cả tuần luôn, mà mấy ổng vừa rút là đêm là thấy đó, cho nên mấy người nó sớm người ta nghĩ là chắc mấy ông cách mạng này nằm dùng ở đó mới thấy như vậy. Còn biết sao cái hả mấy ông cảnh sát này là khó dễ như đuổi mấy người mà ta ở trên tàu sắt vậy đó, đuổi người ta đi, người ta nói chờ khổ mà ta đâu có chỗ, người ta ở tâm xuống đây tợ mà bệnh dễ lắm con ơi. Hồi đó kiểu như không có nhà ở trong Tư Thành, cậu Tư Thành không có nhà, ông bán hết ông khổ xuống đó, mà ở tập cũng dành cho mình nói, không phải mình chê trách gì người ta, nhưng hồi đó ở mấy nhà luôn, à, the rồi cũng ở dưới, rồi ông được râu rồi cũng ở không sao đó. Nhưng mà đuổi người ta đâu có đi đó. Đó là câu chuyện nó như vậy đó con. Các cháu ơi, ngoại chào nha, xin chào các cháu, chào cả nhà.